Như vậy là việc xác định ra nhà vô địch của giải bóng đá ngoại hạng phong trào lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ còn cách chúng ta đúng một trận đấu nữa. Văn Minh miền Nam dần chứng minh vì sao giới mộ điệu là đánh giá họ là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch khi mà giải đấu vẫn còn chưa khởi tranh. Trong khi đó, Lam Hồng FC là trở thành chú ngựa ô thú vị, đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác tại giải đấu năm nay. Và đặc biệt hơn cả, trận derby xứ Nghệ giữa lòng Sài Thành sẽ đón chờ những màn tái ngộ ở cả trên sân cũng như trên bàn ghế chỉ đạo. Trận chung kết trong mơ, derby xứ Nghệ ngay giữa lòng Sài Thành, cuộc nội chiến của những người con Nghệ Tĩnh. Đó là những gì mà người ta đang nói về trận chung kết của ngoại hạng Sài Gòn mùa đầu tiên. Vất vả vượt qua vòng bảng với tấm vé vớt cuối cùng để lên chuyến tàu dành cho 8 đội mạnh nhất. Vượt qua Đại học Nông Lâm và HAT Sài Gòn bằng sự kiên cường. Nhưng cách mà Lam Hồng vượt qua đội bóng của ông Bầu Tuấn Hưng thì lại mang đến rất nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Đội bóng của hai anh em nhà Thái Khắc đang là đội ghi nhiều bàn thắng nhất trong khoảng thời gian 5 phút cuối trận với 4 lần làm rung mảnh lưới đối thủ. Trước khi bước vào vòng bán kết, họ đang là đội bóng có hàng thủ tốt thứ hai tại giải. Sự trở lại của Âu Văn Hoàn ở trận chung kết sẽ là sự bổ sung hoàn hảo cho những sơ hở nơi hàng phòng ngự mà Lam Hồng đã để lộ ra ở trận bán kết với HAT Sài Gòn. Không những vậy, đối đầu với một đối thủ khá quen thuộc như Văn Minh và cũng chính tay mình nhào nặn ra người không phổ trung tám, huấn luyện viên Khắc Thìn không hề giấu giếm rằng mình đã hiểu đối thủ như thể đi quốc trong bụng vậy. Thì Văn Minh Việt Nam ở giải này chúng tôi không gặp, nhưng mà chúng tôi đã gặp ở những giải khác như là giải cầu vồng tuyết bóng đá đẹp, giải Tứ Hùng ở Vũng Tàu và giải Huba Cup ở quận 1 ở sân Tao Đàn đấy, thì chúng tôi cũng đã gặp và cũng đã biết rồi. Thì họ đá thiên về cái sân lớn hơn và có những cầu thủ chuyên nghiệp như là Quang Tình hay là những cầu thủ mà chuyên đá sân lớn như là Trung Tám, thì đó cũng là những người đồng hương của tôi. Thì tôi cũng như Trung Tám cũng là người em đã từng chơi với Lam Hồng một vài mùa giải và rất là thân thiết với tụi tôi, và chúng tôi sẽ cố gắng đá thật hay để cống hiến cho khán giả. Thực sự cái đội bóng Lam Hồng ấy thì rất là nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp, rất là nhiều, mà họ cũng là những người Nghệ An cả, cũng có ăn tập với nhau rồi, nên là đây là một đối thủ là rất là đáng gờm ở trận chung kết này. Thì Văn Minh sẽ cố gắng hết sức để làm sao rồi gia nhập chung kết. Quang Tình không hề nói quá khi nhắc đến hai chữ quen thuộc. Âu Văn Hoàn, Vũ Quang Nam đều là những người đã từng ăn, từng ngủ, từng học và từng cùng chơi bóng với Quang Tình trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Văn Minh rất xứng đáng với danh xưng ứng viên số 1 cho ngai vàng SPL. Họ băng băng tiến về đích với thành tích bất bại, là đội ghi nhiều bàn thắng nhất với 20 lần ngã Đại Bác và mới có 4 lần cho đối thủ ghi bàn, một con số đầy ấn tượng của đội bóng nhà xe Thành Vinh. Trận chung kết, Văn Minh miền Nam sẽ có đầy đủ những quân bài tốt nhất và biểu tượng hùng con sẽ trở lại trong đội hình. Trung Tám gặp lại người thầy cũ Khắc Thìn, Quang Tình đọ tài với người bạn thời thủa ấu Âu Văn Hoàn và cậu em mà chính mình từng chỉ bảo Vũ Quang Nam. Một trận chung kết trong mơ, một cuộc chiến của những màn tái ngộ. Tất cả sẽ quyết chiến vì ngai vàng đầu tiên của SPL. Trận tranh 3-4 giữa Sài Gòn FC và HAT Sài Gòn diễn ra vào lúc 14:30 và trận chung kết bóng sẽ lăn vào khung giờ 16:00 ngày 22 tháng 12. Tất cả đều được tường thuật trực tiếp trên ứng dụng sự kiện của truyền hình FPT. Kính mời quý vị chú ý đón xem. Hãy truy cập vào chuyên mục thể thao của truyền hình FPT để cùng chúng tôi thỏa mãn niềm đam mê của bạn.